Top 20 sản phẩm gia dụng siêu tiện ích đang được các cô bác anh chị ưu chuộng nhất hiện nay. Tường nhà bị nứt, chân nhà bị thấm, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng với bình xịt chống thấm này. Độ bền lên tới 10 năm, tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu nhựa, tôn. Bất chấp nắng mưa, thành phần cấu tạo phân tử cao su non, thành phần ion bạc, khả năng siêu kết dính và an toàn. Đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống ẩm mốc, khả năng chịu nhiệt lên tới 80 độ C, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Xử lý ngay cả tổ kiến trong vòng 2 ngày, giảm ngay số lượng rõ rệt chỉ có ở bột kiến sinh học Thái Lan. 7 ngày là hoàn toàn mất bóng dáng kiến, dán ngay trong nhà bạn. Bột kiến không mùi, dạng bột rất tiện lợi, đổ vào hang kiến hoặc trực tiếp kiến đang bò. Không chỉ xử lý một con mà kiến còn tha về tổ lây lan, xóa sổ các loại côn trùng, kiến, rắn, mối, tất cả các côn trùng nguy hiểm. Chuột sẽ chạy mất dép ngay sau khi bạn biết đến bình xịt rát ọp này. Chỉ cần xịt vài lần là chuột sẽ sợ hãi, không dám bén mảng tới. Xịt vào những nơi chuột hay cắn phá, những nơi chúng hay trú ngụ khi ngửi thấy mùi hương bạc hà. Xịt một lần chuột bỏ đi trong vòng 6 tháng. Với công nghệ sinh học, chiết xuất thảo mộc thiên nhiên không ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng hay thú cưng mà chỉ tác động đến chuột và côn trùng khác. Chiếc cửa lê 8-1 thu gọn cả thế giới sửa chữa lại trong một dụng cụ. Không cần mất thời gian lục tung mọi thứ để tìm đồ vặn phù hợp. Với thiết kế 8 đầu xoay, 2 đầu gen có thể vặn được tất cả ốc vít với mọi loại kích thước. Với thiết kế tay cầm cao su êm ái, chắc chắn, độ cứng cao, chịu lực tốt, không gây chảy xước bu lông khi sửa chữa, mở bu lông gen dễ dàng. Thao tác nhiều giờ không gây mỏi, siêu nhỏ gọn, có thể bỏ túi mang theo bất cứ đâu. Đầu lọc ngăn nước bắn tung tóe, tiết kiệm nước đến 30%. Đầu nối phổ thông phi 21 phù hợp với hầu hết các vòi nước gia đình. Đầu lọc tạo bọt tránh nước bắn tung tóe. Xoay vặn tùy chỉnh 360 độ, bao quát toàn bồn rửa. Đầu nối đồng niken, lõi thép không gỉ và vỏ ngoài silicone cao cấp, siêu bền, siêu dẻo dai. Dụng cụ không thể thiếu cho mỗi nhà.